Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu tranh thêu chữ thập Long Phụng Xung Vầy. Đây ạ, Long Phụng Xung Vầy. Mã tranh là LV3341. Kích thước là 120 x 60cm. 120 là chiều ngang của tranh, còn chiều cao là 60cm. Tính cả viền nhé các bạn nhé. Đây, tính cả cái phần này đấy ạ. Tranh này là của hãng Lavender. Để mình mở tranh cho các bạn nhé. Trong tranh thì có một túi ni lông để mình đựng tranh này. Có một gói đá nhụy hoa này. Gói đá có cái kim để đính nhé, đính cái nhụy này này. Và hai bảng chỉ này các bạn. Số chỉ là có 34 màu chỉ. Chỉ rất là mượt này. Chỉ này là chỉ cốt tông các bạn nhé. Hoặc là thường gọi là chỉ thường đấy. Chỉ thường hoặc là chỉ cốt tông. Các bạn thêu 3 sợi. Để mình mở tranh cho các bạn xem này. Đây là bảng màu nhé. Từ số 1 cho đến số 35. Chính ra là 34 thôi các bạn nhé. Là màu chỉ. Còn cái màu 35 này là cái màu bông hoa đấy. Các bạn đính vào. Đây các bạn nhìn tranh này. Đây là cái phần như thế này là các bạn đính bông hoa vào này. Tất cả cái phần này là các bạn thêu nhé. Hoa các bạn thêu. Cái phần nền này là các bạn không thêu này. Đây ví dụ như là cái tranh đây các bạn này. Là mình sẽ thêu là hoa này, rồng này, phụng này. Các cái hoa này mình đều thêu hết, hoa mẫu đơn thêu. Cái chữ Long Phụng Xung Vầy này là các bạn không thêu nhé. Còn cái nền này là mình không phải thêu này. Toàn bộ nền là mình không thêu. Tranh rất là đẹp luôn các bạn. Mình quay hết tranh cho các bạn xem nhé. Ký hiệu thì rất là dễ nhìn. Đây mình sẽ đưa lên trên cho các bạn nhìn này. Ký hiệu rất là sắc nét luôn. Khi mình thêu hết rồi mình mang đi giặt nhá, thì tất cả cái phần này là mình không bị mất màu đâu. Cái màu chỉ mình giặt cũng không mất màu nhé. Mình ngâm vào chậu nước. Xong mình phơi khô. Mình giặt xong mình phơi khô ở chỗ thoáng mát thôi. Mình đừng phơi ở ngoài nắng nhé. Đấy. Trên tranh có hai kim các bạn nhé. Khi mình gửi tranh đi thì mình sẽ tặng thêm kéo và kim nữa nhé. Mã tranh là LV3341. Các bạn nhận tranh thì các bạn để ý cái bảng chỉ này. Bảng chỉ và tranh nó phải trùng mã nhé. Gỡ LV3341 thì trên này cũng phải LV3341. Thì nó mới đúng các bạn nhé. Nếu mà không ghi đúng thì nó là bị nhầm bảng chỉ đấy ạ. Các bạn cần tư vấn hay hỏi gì thì có thể nhắn qua Zalo cho mình nhé. Hoặc là đây là Facebook và Zalo của mình. Các bạn có thể đặt hàng qua Shopee của mình. Tranh Đình Đá Hà Nội đấy ạ. Shopee.vn Tranh Đình Đá Hà Nội viết liền. Không cách. Còn các bạn cần cứ nhắn qua Zalo cho mình sẽ có thể gửi link cho các bạn nhé. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh
đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới của mình ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn nhé.